Hướng dẫn các bạn sử dụng con máy này ha. Thì con máy này thì pin với thẻ nhớ nằm đây nè, nó có cái khóa này kéo ra nè, thì những pin này là lấy đùa ra, thẻ nhớ nằm đây nè, nhấn vô cái lòi ra, nhấn cái nó vô ha. Thì con máy này có nhiều cái chức năng lắm, hình ra là những cái này mình muốn biết xài nó thì mình lên trên YouTube mình học ha. Thì nó có chức năng manual nè, chỉnh S, chỉnh E, chỉnh B nè. Trên kia đó có, nó có chỉ hết à. Thì cái gì không biết lên đó học. Cái len này là mình dặn qua đây ha. Nếu mà về thì mình dặn qua đây nè. Đó, nó kêu một cái rắc cái, tại vì ở đây nó có cái chốt phá. Khi mình muốn đóng lại á, mình đùa mình nè, đùa cái này lên xong rồi dặn về ha. Đùa cái này lên là dặn về. Đó, dặn về cho tới khi cái số cái chấm đen này nó gây cái dấu này là đủ, là đúng ha. Còn khi mà chúng ta mua dặn ra để chúng ta chụp ảnh á, thì chúng ta dặn qua luôn, dặn qua cho tới khi mà nó cái số này nó mới kêu cái bật được ha. Rồi muốn đùa lên thì dặn về nè, tới đây cái kêu cái bật nè. Đó, bắt đầu là chúng ta mới xây được ha. Rồi, rồi cái đèn thì nó nằm đây, nếu mà muốn xài đèn thì gặt gặt cái chốt này lên. Khi khi mà gặt lên thì chúng ta cũng đỡ nữa ha. Này, gặt lên. Bình thường á, thì mình gặt lên về cũng bình thường, nhưng mà để mà xài cho nó lâu dài thì mình nên đỡ nó ha, dùng cái tay đỡ nó. Đó, cho nó đỡ lên từ từ vậy đó. Nhiều khi là mở một số cái máy quay người ta không biết, người ta đóng nút ầm ầm ầm. Đóng cái là nó dễ bị hư cái màn hình ha, thành ra là mình phải xài thôi. Đỡ nó vậy thì lên là ok. Nếu mà mình mở vậy bình thường nó cũng không gì hết trơn, nhưng mà mình tốt nhất mình xài cho nó cẩn thận chút. Rồi mở nguồn lại đây, nó hỏi setup ngày tháng không, chúng ta không setup, nhấn menu bỏ qua luôn. Rồi cái zoom in zoom out á, là chúng ta sử dụng cái tay bên này nè ha. Nè, chúng ta lắc cái tay này là zoom nè, cái này là zoom vô nè, cái này là quay gọng ra nè. Thì bây giờ chúng ta quay gọng ra ha, rồi chúng ta zoom vô, cảm thấy nó bố cục ok thì chúng ta nhấp nhẹ cái để lấy nét, nhấp nhẹ cái lấy nét đó. Khi nào nó kêu cái tiếp, khi nào có cái lằn xanh nó hiện lên, thấy không? Đó, cái lằn xanh nó hiện lên tức là nó đã bắt nét rồi, tại vì nó có một cái tia laser. Trong máy này nó phát ra một cái tia laser, xong rồi nó mới bắt nét xong rồi nó mới ok, mình mới chụp nó mới có dính nét được ha. Rồi chụp nè. Đó. Muốn mở đèn thì mình mở đèn lên. Rồi muốn ăn đèn thì chụp ăn đèn ha. Chờ chút xíu mới mở lên nó chớp. Đó. Rồi, xem lại. Xem lại thì nhấn vô chỗ xem lại nè. Đó, hình mới chụp nè. Muốn xóa thì nhấn vô thùng rác là xóa thôi. Đây, nó hỏi là xóa là dết, xóa. Thì trong menu này nó còn nhiều chức năng lắm, mình vô đó dọc ha. Tại máy này nó có nhiều cái chức năng. Đây. Khi mà mình cứ vô đó dọc từ từ đi, coi cái nào phối hợp, cái nào được ok thì mình xài. Khi mà dọc nhiều quá nó không hiểu thì mình vô mình hoạt mát lại. Điệt này. Đây, custom reset nè. Là reset là cái bộ nhớ của máy. Rồi, máy hoạt động ok ha, lên kính rất đẹp. Nói chung là con này đẹp hoàn hảo luôn á. Rồi xếp luôn nha. Năm cây cuốc đã nhiều, lương 7-8 triệu vẫn ngồi livestream. Bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền.